Hôm nay Lê Thị Dần là có lên đi chơi du lịch và có vô quán gió chiều tại huyện Bá Thước hay ở cầu Long Án, thì vào đây để ăn những món ăn được ăn những món ăn dân tộc rất là ngon, và được bạn ấy phát tặng cho hai bông hoa vào quả xoài và quả dưa hấu. Đây đây là một bông hoa như quả xoài rất là đẹp, cả nhà thấy em không? Thank you.
quả xoài này này em có cắt được hoa nào không? Cắt hoa hả? Hoa hồng. Thì làm nước quả xoài đó đi. À, đây là quả này này. Được rồi. Hôm nay Lê Thị Dần là có lên đi chơi du lịch và có vô quán gió chiều tại huyện Bá Thước ngay ở cầu Lăng Án. Thì vào đây để ăn những món ăn được ăn những món ăn dân tộc rất là ngon và được bạn ấy phát tặng cho hai bông hoa vào quả xoài và quả dưa hấu. Đây là một bông hoa như quả xoài rất là đẹp, cả nhà thấy em không? Rồi đây bây giờ là camera ống kính là đang tập trung vào để quay cho chị Dần chia sẻ cho mọi người nha. Đó. Đây là bạn là tên gì nhỉ? Cháu tên gì nhỉ? Tên Nam. Tên Nam mấy? Tên Nam. Đây là quả dưa hấu mà bạn ấy đã cắt thành nè. Bông hoa rất là đẹp và có tên là Lê Thị Dần nhé cả nhà. Đây là những bông hoa này, bông hoa hồng rất là đẹp, rất là cái này thần thánh. Đó, đây là những bông hoa của bên đây là chị Dũ nha. Và đây có thể là làm được rất là nhiều các con vật bằng hoa quả. Nhưng tại vì hôm nay không có thời gian để cho bạn ấy làm, có thể là quả làm con vật như con thiên nga bằng cải chua này, rồi là quả cái gì nhỉ? Công là bằng quả bí và quả cà rốt là có thể là cắt hoa rồi cắt thêm con lấy bình nhà chim. Bạn ấy rất là khéo tay. Nhưng hôm nay rất tiếc là Lê Thị Dần không ở lại được lâu để xem bạn ấy làm, mình có dịp lên bạn ấy làm ra cho khán giả cùng xem nhé. Bây giờ khán giả tặng hoa cho bạn là bạn Nam nha. Em là đẹp nhà ơi. Này. Rồi. Này.